Xin chào các bạn, hôm nay công ty cửa tự động Thanh Phong Autodoor xin hướng dẫn các bạn đấu điện cho motor cửa cổng của hãng Lai Italia 700 kg một cánh, hai cánh là tải trọng lên tới 1 tấn tư. Thì ở hai motor có hai cổng dây điện á, mình sẽ hướng dẫn cách xác định dây. Dây màu vàng á, chính là cái dây dây mát, dây này mình sẽ đấu vô hộp, đấu xuống đất. Dây đen với dây đỏ là hai dây đảo chiều cho motor. Dây xám còn gọi là dây chung. Bây giờ mình sẽ quấn hai cái dây của cục tụ vô trong cái dây đỏ và dây xám. Để cho bảo đảm sau khi mình quấn cái cục tụ vô trong cái hai dây nguồn của motor rồi á thì mình sẽ dùng băng keo để mình quấn lại. Dây màu đỏ mình sẽ cho vô số 20. Dây màu xám á, vô 21. Dây màu đen á, vô 22. Ở đây mình xác định á, motor 1 á, là motor mở trước nha các bạn. 17, 18, 19 là của motor 2. 20, 21. 22 là của motor 1. Rồi dây màu đỏ mình vừa đấu vô số 17. Dây màu xám á, mình đấu vô là số 18. Dây màu đen á, sẽ đấu vô số 19. Hai dây điện nguồn mình sẽ đấu vô chữ L1 với dấu cầu chì. Dây đỏ là sẽ đấu vô dấu cầu chì, dây nóng á. Còn dây xanh á, sẽ đấu vô chữ L1. Ở bên công ty mình là nhập khẩu và phân phối, là giao hàng toàn quốc luôn các bạn. Thì các bạn mà có nhu cầu mà hỏi về tư vấn kỹ thuật thì cứ gọi cho mình ha. 0966 212323 thì bên mình sẽ hướng dẫn tận tình luôn. Rồi có mua hàng á, thì cứ gọi cho mình, rồi mình sẽ gửi hàng. Bên công ty mình thì ship hàng là toàn quốc luôn ha. Rồi các bạn nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip của mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.